Sau đây là phần thi tài năng của trường mầm non Hoa Hồng với liên khúc Em Yêu Trường Em, cùng với sự thể hiện của các tài năng nhí: tài năng đánh đàn bé Kim Ngọc, tài năng hội họa bé Diệp Anh và bé Phương Thảo, tài năng đánh trống xin mời bé Bình Dương, tài năng múa hát bé Khánh Chi, Thảo Nguyên và bé Thùy Dương. Sau đây phần thi tài năng của trường mầm non Hoa Hồng xin phép được bắt đầu. Cô giáo hiền
của các cô giáo. Còn những bông hoa nhỏ, nhiều màu sắc, đó chính là chúng con. Chúng con rất yêu cô giáo của mình và yêu mái trường này. Đó chính là trường mầm non Hoa Hồng. Vâng, xin chúc mừng phần tài năng vô cùng đặc sắc của cô trò trường mầm non